Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự đêm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sáng nay mùng 6 tháng 4 tức mùng 10 tháng 3 âm lịch tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các địa phương, đông đảo nhân dân và du khách đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua hùng. Trước bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện nghi lễ dâng hương dâng hoa lễ vật tại Thượng Cung với lòng thành kính tri ân công đức các vua hùng đã có công dựng nên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước bình yên, thịnh vượng, trường tồn. Chúc văn ca ngợi công lao các vua hùng, tinh thần cuột khởi kiên cường của các thế hệ người Việt Nam, khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt đối với các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, ngày quốc giỗ của dân tộc là dịp thể hiện tình cảm thiêng liêng, biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, phát huy tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn. Từ ngàn đời nay, Đền Hùng là nơi tưởng nhớ tôn vinh công lao các vua hùng, là biểu tượng cầu khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Quận ủy Lê Chân vừa sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2, tới dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Quý 1 năm 2017, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn quận tiếp tục ổn định. Công tác quản lý đô thị, đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính công vụ được quan tâm, công tác quản lý đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, văn hóa xã hội được tăng cường hiệu quả. Quận tổ chức thành công lễ hội Nữ tướng Lê Chân Xuân Đinh Dậu năm 2017. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời hiệu quả, công tác đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, có đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Trong quý 2, quận Lê Chân tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng tại cơ sở, quyết tâm vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là với các dự án trọng điểm trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh quận Dương Kinh vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022, tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh quận Dương Kinh đã không ngừng phấn đấu, thể hiện tốt vai trò đại diện ý chí quyền lợi của cựu chiến binh với Đảng chính quyền, chủ động triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra, mà quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu góp phần thực hiện các chương trình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh quận tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng kỷ niệm chương, biểu dương, khen thưởng. Nằm trong hợp phần thoát nước mưa nước thải thuộc dự án thoát nước mưa nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1, hiện gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm đang được nhà thầu tích cực triển khai thi công, bảo đảm yêu cầu tiến độ. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 17 ha thuộc địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, với công suất giai đoạn 1 là 36.000 mét khối một ngày, vốn đầu tư hơn 277 tỷ đồng và 1,36 tỷ yên Nhật. Được khởi công từ tháng 5 năm 2016, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2017. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Cải thiện Điều kiện Vệ sinh Môi trường Thành phố yêu cầu nhà thầu thi công là Tập đoàn Kumho Hàn Quốc, Liên danh Tư vấn Nippon Koei Nhật Bản, CDM Mỹ, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tập trung nhân lực phương tiện thực hiện đúng hợp đồng ký kết, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ việc thi công. Đến thời điểm này, nhiều hạng mục chính của công trình đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Ở công trường hiện tại thì những cái phần chính của công trình đã được thi công xong. Chúng tôi đang tập trung vào phần kiến trúc như là các tòa nhà, nhà thổi khí, nhà hóa chất và một số bể. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Cải thiện Điều kiện Vệ sinh Môi trường Thành phố phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với phần mặt bằng nằm trong khu vực ưu tiên thi công lõi của nhà máy.
Tuy nhiên, tại khu vực cách ly hiện vẫn còn 5 gia đình chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Công trình đang được thực hiện đúng theo tiến độ của dự án. Tuy nhiên thì hiện tại chúng tôi có gặp một số vấn đề trên công trường, đấy là vẫn còn một phần đất chưa được bàn giao, đấy là khu vực cúng hộp. Nhà thầu gặp một số khó khăn trong cái việc thi công phần công trình ở vị trí đất chưa được bàn giao đấy. Với mục tiêu cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực trung tâm thành phố thông qua việc xây dựng và phát triển hệ thống thu gom và xử lý nước thải, cải tạo mở rộng hệ thống thoát nước mưa cũng như cải thiện quy trình thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Dự án thoát nước mưa nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ Yên Nhật, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi ODA của chính phủ Nhật Bản là hơn 22 tỷ Yên, chiếm 73% tổng mức đầu tư, số còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cục Thống kê cùng Bưu điện Hải Phòng vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác tối đa thế mạnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực của mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cục Thống kê và Bưu điện thành phố sẽ hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin dữ liệu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến thống kê. Theo đó, Bưu điện thành phố thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của chế độ báo cáo thống kê cùng các hình thức thu thập thông tin khác theo quy định của cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin để Cục Thống kê triển khai các chương trình thống kê. Việc hai đơn vị hợp tác nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng hiệu quả nguồn lực của mỗi bên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị, góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vừa ký kết kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020 nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực và hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế thủy sản. Hai bên đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp công tác trong giai đoạn 2017-2020 bằng việc tăng cường trao đổi thông tin tình hình, phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển lâm nghiệp, phòng chống thiên tai và dịch bệnh trên động vật, thực vật, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển, hải đảo, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trên biển, tăng cường lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình thủy lợi và quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác hải sản, bảo vệ ngư dân trong quá trình khai thác theo quy định của pháp luật, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của cả hai bên. Thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo của chính phủ, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kiến Thụy đã triển khai tốt hoạt động ủy thác vay vốn, phối hợp truyền tải đồng vốn đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống. Thông qua 18 điểm giao dịch, 291 tổ tiết kiệm vay vốn và 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, đồng vốn ưu đãi của chính phủ đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thực hiện xóa nghèo bền vững. Mặc dù hạn mức vay còn thấp, mô hình phát triển kinh tế của hộ vay còn nhỏ, song các hộ dân được tiếp cận nguồn vốn đã nỗ lực vượt khó, từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình. Tôi được tiếp cận nguồn vốn của hội nông dân thì phát triển chăn nuôi bò. Thì đầu tiên là cũng vay được ít thôi, nhưng mà nước nhân ra thì bây giờ thành cái đàn như thế. Hiệu quả kinh tế thực tế là rất tốt. Để đồng vốn tín dụng chính sách của chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kiến Thụy, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, làm tốt công tác bình xét hộ vay, giải ngân và giám sát sử dụng vốn vay, đảm bảo đồng vốn sử dụng đúng mục đích, có sinh lời. Hàng năm thì Hội nông dân cũng phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội và chính quyền địa phương đã tập huấn cho bà con về cái chương trình sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả. Cái thứ hai nữa là phát triển kinh tế, bên cạnh đó thì cũng tập huấn khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng những cái khoa học kỹ thuật mới nhất để làm sao là phát triển kinh tế nó được đi lên. Chúng tôi đầu tư vào cho những cái hộ nghèo, cận nghèo thế, và những cái hộ có cái mô hình sản xuất phát triển kinh tế được đấy, thì chúng tôi sẽ tập trung làm sao nâng cái vốn lên cho phù hợp để cho bà con có những cái vốn để hỗ trợ thêm để mà phát triển sản xuất. Tính đến hết tháng 3 năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Kiến Thụy đạt dư nợ gần 232 tỷ đồng với 14.500 hộ còn dư nợ. Thời gian tới, ngân hàng tập trung triển khai giải ngân các chương trình cho vay sửa chữa nhà ở và chương trình cho vay học sinh sinh viên,
giúp các hộ gia đình thuộc đối tượng vay vốn cải thiện điều kiện sinh hoạt. Các em học sinh sinh viên có cơ hội tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và nghề, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nằm trong chuỗi các hoạt động vì an sinh xã hội, công ty LG Electronics Hải Phòng Việt Nam vừa tài trợ 2 phòng máy tính cho trường tiểu học Hồng Phong và trường tiểu học Lê Thiện, huyện An Dương với mục tiêu giúp các trường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập. Trường tiểu học Hồng Phong được trao tặng 21 bộ máy tính, 1 TV, 2 máy điều hòa cùng toàn bộ trang thiết bị vật tư phòng máy mới. Trường tiểu học Lê Thiện được tặng 9 bộ máy tính, 9 bộ máy chiếu và toàn bộ trang thiết bị vật tư phòng máy mới. Cũng trong chương trình, công ty LG Electronics còn trao tặng các em học sinh của hai trường hàng nghìn quyển vở. Chúng tôi sau này là rất quan tâm đến những cái vấn đề an sinh xã hội tại Hải Phòng, đặc biệt không chỉ một mình LG Electronics mà tất cả LG Display, LG Innotech, cả ba tập đoàn LG chúng tôi đều rất là quan tâm đến những cái hoạt động xã hội và đặc biệt những hoạt động liên quan đến kỹ thuật máy tính tại Hải Phòng. Trường tiểu học Hồng Phong hôm nay rất là vinh dự được đón món quà trao tặng của công ty LG. Đây là món quà đầu tiên mà trường chúng tôi có được vì trường chúng tôi rất là khó khăn và các em chưa được tiếp cận với cái công nghệ thông tin. Chúng tôi hứa rằng món quà ý nghĩa này chúng tôi sẽ sử dụng có hiệu quả. Việc hỗ trợ máy tính và trang thiết bị trường học cho các trường của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Hải Phòng Việt Nam đã góp phần tích cực vào cải thiện cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương, đồng thời giúp các xã sớm hoàn thành tiêu chí giáo dục trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, nông dân huyện Kiến Thụy đã mạnh dạn trồng các loại hoa tươi đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tại thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, ông Lê Doãn Thỉnh được biết đến là người đầu tiên mạnh dạn thực hiện mô hình trồng hoa hồng trên diện tích 6.000 m2, trước đây là đất trồng lúa kém hiệu quả. 10 năm nay, ông Thỉnh đã cải tạo, quy hoạch và đưa vào trồng 15.000 gốc hồng với 3 loại chính là hồng nhung, hồng son môi và hồng phai. Với giá khoảng 5.000 đồng mỗi bông, trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Thỉnh thu về ít nhất 150 triệu đồng. Cái cây hồng thì nó có ưu điểm cái là một năm thì có thể là mình hỏng cái lượt này thì mình lại còn khôi phục được cái lượt khác. Nó không như cái dòng cây khác. Nó chịu được cái hạn hán, nó chịu được... có thể là cái nụt nó chịu được hơn cái dòng hoa khác. Từ mô hình trồng hoa hồng của ông Thỉnh, nhiều người dân trên địa bàn xã Thanh Sơn đã học hỏi và làm theo. Hiện nay, tại địa phương có hàng chục hộ trồng hoa với tổng diện tích 5 hectare, chủ yếu là các giống hoa truyền thống như hoa hồng, hoa dơn, hoa cúc. Các mô hình trồng hoa đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Hiện nay, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy đang dần được biết đến là một trong những vùng hoa mới của thành phố. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình chuyên canh trồng hoa, đem lại giá trị kinh tế cao, cũng như sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp trong những năm tiếp theo. Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 1 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy có gần 34% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý trước và 42% cho rằng tình hình hoạt động ổn định. Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 1 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy có gần 34% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý trước và 42% số doanh nghiệp cho rằng tình hình hoạt động ổn định. Đồng thời, khi đưa ra dự kiến về quý 2, có khoảng 58% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, 9,8% số doanh nghiệp dự báo là khó khăn hơn và 32,4% số doanh nghiệp cho rằng hoạt động kinh doanh sẽ ổn định. Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý 1 năm nay, có 56% doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.